gần đây thì cứ lợi dụng trời mưa mới lại ngày nghỉ là xả lại trắng, chả ai em dùng châu hòa còn không dám uống cái gì. Chất thải này thì không biết là đủ tiêu chuẩn như nào, nhưng mà về mắt thường thì nhìn là cũng thấy có sự ô nhiễm đấy. Đấy, cho vậy là tôi cũng mong muốn là các cấp, đặc biệt là chủ ban quản lý công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cũng sớm giải quyết. Ban quản lý cũng đã phối hợp và lập biên bản ghi nhận lại hiện trạng, và hôm sau thì ban quản lý cũng đã ban hành cái văn bản cùng với lại ban điều thủy là đi kiểm tra các cửa xả và có test nhanh bằng quỷ tím. Thế nhưng mà cũng hiện tại là vì là cái hành vi đã kết thúc rồi nên là cũng chưa ra. Thì trong thời gian tới thì ban cũng sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo cho ban quản lý dự án công nghiệp điểm thủy là tăng cường cái việc duy tu bảo dưỡng rồi tuần tra giám sát, đồng thời là vận hành cái trạm xử lý nước thải của khu nghiệp điểm thủy đúng theo quy trình và đảm bảo 24/24.